chúng ta thường nghe rất nhiều trên TV rằng chất chống oxy hóa sẽ giúp ngăn chặn tình trạng lão hóa, ngăn ngừa ung thư hay nhiều căn bệnh khác. Vậy chất chống oxy hóa là gì? Cách thức để lựa chọn các thực phẩm giàu chất chống oxy hóa tốt cho sức khỏe sẽ được bật mí ngay trong video này nhé. Chất chống oxy hóa là những hóa chất tự nhiên có vai trò kìm hãm sự phá hủy của các gốc tự do, tránh các tổn thương mà các gốc tự do gây ra cho tế bào và bảo vệ tế bào. Đồng thời thì chất oxy hóa sẽ giúp làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể. Mặc dù gọi là chất chống oxy hóa nhưng đây không phải là tên của một loại chất cụ thể, mà đây chỉ là tên gọi chung của các chất có tác dụng chống oxy hóa như vitamin A, E, C, selen, mangan, beta carotene. Chất chống oxy hóa tổng hợp hiện nay thì có tới hàng trăm hàng loại khác nhau. Chúng thì sẽ tương tác và hỗ trợ lẫn nhau, mang tới hiệu quả cho sức khỏe. Một số loại bạn cần bổ sung thì gồm có: thứ nhất là hydrogen. Hydrogen thì được xem là vật chất nhỏ nhất và chống oxy hóa hoàn hảo trong vũ trụ, có trọng lượng nhẹ hơn không khí. Hydrogen thì có thể thẩm thấu tới mọi nơi trong cơ thể. Thứ hai là các loại vitamin A, E, C. Thứ ba là các axit béo omega 3, omega 6. Thứ tư là các khoáng chất thiết yếu. Ngoài ra thì bạn có thể cung cấp cho cơ thể như axit acetic, axit oxalic, glutathione. Nước ion kiềm. Đây là loại nước có chứa chất chống oxy hóa dồi dào. Theo nghiên cứu chỉ ra rằng trong thành phần của nước ion kiềm thì có hàm lượng chất chống oxy hóa cao gấp 30 lần so với nhiều thực phẩm khác. Mỗi ngày uống từ 1 đến 2 lít nước kiềm mỗi ngày chính là cách thức đơn giản nhất để bổ sung chất chống oxy hóa, giúp ngăn chặn nhiều loại bệnh mãn tính như gút, tiểu đường, ung thư, tim mạch. Thứ hai là thực phẩm có nguồn gốc thực vật là nguồn chứa chất chống oxy hóa dồi dào nhất. Chất chống oxy hóa thì có nhiều nhất trong các loại trái cây và rau củ quả, trong các loại hạt, ngũ cốc, nguyên cám và một số loại thịt, thịt gia cầm và cá. Dưới đây là một số chất chống oxy hóa và là nguồn thực phẩm chứa chúng trong tự nhiên. Vitamin A bao gồm gan, này, khoai lang, cà rốt, sữa, lòng đỏ trứng. Thứ hai là vitamin C bao gồm có trong cam, xoài, bông cải, chanh, ớt tây, dâu tây. Thứ ba là vitamin E thì có trong dầu thực vật như trong bơ, các loại hạt và ngũ cốc nguyên cám. Thứ tư là kẽm có trong hải sản, thịt nạc, sữa và các loại hạt. Chất chống oxy hóa thì có nhiều trong các loại thực phẩm. Vì thế, cách tốt nhất để bổ sung chất chống oxy hóa là xây dựng một chế độ ăn đa dạng với thịt, cá, rau củ quả, hạt, ngũ cốc nguyên cám. Thứ ba là các chất chống oxy hóa có trong mỹ phẩm. Các chất chống oxy hóa phổ biến được sử dụng trong mỹ phẩm phải kể đến như vitamin E. Vitamin E thì được tìm thấy trong các kem chống nắng, serum dưỡng ẩm. Vitamin C. Vitamin C giúp giảm nếp nhăn, da xỉn màu và làm tông màu da không đồng đều. Tiếp theo là retinol. Retinol thì có trong kem dưỡng ẩm, serum. Và cuối cùng là trà xanh. Trà xanh là chất chống oxy hóa tự nhiên có nhiều trong các loại mỹ phẩm. Và sau đây mình sẽ làm thử nghiệm loại bỏ chất chống oxy hóa của nước kiềm, nước chanh và nước lọc. Mình sẽ sử dụng dung dịch betadine. Đây là dung dịch sát khuẩn có mức oxy hóa mạnh. Sau đây mình sẽ đổ betadine vào 3 cốc. Ui. Này thì sẽ dùng nước ion kiềm. Này thì sẽ dùng nước chanh. Này sẽ dùng nước lọc. Như quý vị có thể thấy, nước lọc thì loại bỏ được ít chất oxy hóa, còn nước kiềm và nước chanh thì có khả năng loại bỏ được chất oxy hóa. Từ những kiến thức chia sẻ trên, hy vọng sẽ giúp các bạn ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị bệnh, bảo vệ sức khỏe từ việc bổ sung đúng cách các hợp chất chống oxy hóa tự nhiên cho cơ thể, nhất là đối với nước ion kiềm.
Theo nghiên cứu cho thấy, chất chống oxy hóa của nước ion kiềm mạnh gấp 30 lần chất chống oxy hóa của nhiều loại thực phẩm khác. Và để an tâm hơn, các bạn có thể liên hệ trực tiếp với Enterbuy để được đội ngũ tư vấn viên của chúng tôi tư vấn chi tiết về từng loại máy cũng như giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau. Xin chào!